À, em chào các bác nhé, lại là em đây. Hôm qua ở chỗ em thì mưa các bạn. Hôm qua ở chỗ em thì mưa to nên là hôm nay đi vào rừng thì nó hơi ấy một tí, ẩm ướt này, nhếch nhác này, nhiều muỗi này. Mà nói thật với các bạn là mùa này vào rừng thì rất là đáng sợ luôn. Đáng sợ so với những cái bạn mà sợ ong, sợ muỗi, sợ rừng rậm rạp, sợ sâu các kiểu là các bạn thấy rất là đáng sợ. Còn em thì quen rồi. Em thì đi vào rừng là như thế này là bình thường. Tuy nhiên là hôm nay cũng thấy hơi khó chịu đấy, bởi vì mưa quá. Hôm qua nó mưa với lại phải chui lên cái chỗ khe này, nó khá ấm ấy. Thì cũng thấy khó chịu. Muối này các kiểu. Nó rậm quá. Ở đây nó bây giờ nó mọc nhanh, nó rậm quá các bạn ạ. Hôm nay đi tìm cây thuốc. Em ý định của em là đi tìm một ít cỏ gió. Tìm một ít cỏ gió với lại lấy cây long cốt phong này. Tuy nhiên là chắc là không nằm ở kia. Đứng lên. Bần. Bạn kia, bạn lích thì chạy khắp đồi mệt quá. Bây giờ về nằm ở đây. Tìm đi tìm lấy cây long cốt phong với lại cây cỏ gió. Nhưng mà chắc là lấy cây long cốt phong xong lại đi ngược xuống dưới này thôi. Tại vì là đây các bạn, nếu mà mình vác một cây cúc này mà không chui rừng ấy thì nó sẽ rất là mệt. Đi cũng khó đi nữa mà vướng. Mùa này là các bạn phải biết là rất là nhiều ong. Cái ong không phải là ong mật đâu các bạn ạ. Cái ong mà cái ong tổ ong ong đốt người ấy. Đấy, cái mùa này có rất là nhiều, nếu mà các bạn vác đi theo thì nó rất là vướng và lại không tiện. Thì cây hôm nay em đi lấy cây long cốt phong về để chữa bệnh xương khớp. Thứ nhất là cây long cốt phong thì em đã giới thiệu với các bạn nhiều rồi đúng không ạ? Đấy. Đây, tên nó là cây long cốt phong là cây này. Còn các bạn trồng hoa lan là các bạn biết cây dớn mà các bạn lấy thành mảng dớn ấy hoặc là dớn vụn ấy là cây này nhá. Cây dớn thì các bạn trồng hoa lan ấy này. Đấy, cây này. Người ta lấy cây to. Có chỗ họ khai thác họ phải lấy máy cưa họ cắt cơ. Thực ra là những cây thuốc kia cắt đi như này thì cũng rất là phí. Đúng không ạ? Bởi vì nó là một cây thuốc rất là tốt, một vị thuốc trong bài thuốc xương khớp. Đây nhá, cái bài thuốc xương khớp và cái này thì nó dành cho những cái bạn mà bị khô khớp ấy ạ. Bị khô khớp. Ai mà bị khô khớp mà bị đau ấy, trong người các bạn mà kêu cục cục lục cục lục cục ấy, ở chỗ nào mà kêu lục cục ấy thì trong thang thuốc của các bạn là phải có cây long cốt phong này. Bác biết họ sao không ạ? Đây, cái long cốt phong này nó có rất là nhiều cái chất nhờn này này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Em quay này, các bạn nhìn thấy chưa? Có rất là nhiều chất nhờn này, khi các bạn uống vào nó sẽ cho kết hợp vào cái thuốc khác thì nó sẽ bù lại những cái chất nhờn đấy cho các bạn. Uống một thời gian thì nó không lột cục nữa, nó không bị đau nữa. Đấy là những cái bạn bị khô khớp nhá. Những cái bạn bị khô khớp. Còn những cái bạn mà bị tràn dịch khớp gối ấy, thì không phải dùng cái này đâu, là dùng cái khác cơ. Hôm nào em đi lấy thì em sẽ lấy, nhưng mà cái này là cây này trong vài thuốc mà các bạn bị kêu lột cục á, không cần biết lột cục ở chỗ nào cả, người các bạn cứ cảm tưởng như nhiều bạn bệnh nhân nói với em là cảm tưởng như cái xương sắp tuột ra rồi ấy, cái lột cục ấy, thì các bạn dùng cây này nữa, nhưng mà dùng lượng ít thôi. Mỗi đơn thuốc thì các bạn cho mấy lát thôi ạ, cho mấy lát để các bạn uống thôi, bởi vì cái này nó công thuốc rất là cao, uống vào nó sẽ đau. Mà uống nhiều quá thì không được. Cho nên là cái này phải, thứ nhất là kết hợp với rất là nhiều vị thuốc khác. Đây, cái này kết hợp với những cái bài thuốc trong bài, ui nhiều muối quá, trong bài thuốc chứa xương khớp nhá. Lại kết hợp với lại rất là nhiều cái thuốc khác. Ngoài ra khi mà cho cây này thì các bạn phải cho cây mộc thông vào. Cái mộc thông mà mình chữa bệnh gút đấy, cho cái mộc thông vào thì nó mới giúp cho mình thoát ra được. Thông là thông các huyệt mà. Đấy. Vài thuốc xương khớp thì các bạn biết rồi. Nó nhiều cây thuốc lắm. Nó rất là nhiều cây thuốc. Thế nhưng mà em chỉ chia sẻ cho các bạn trong cái bài mà các bạn bị khô khớp thì các bạn thêm cái cây này vào. Cái long cốt phong này vào. Nhưng mà thêm với lượng ít thôi. Bạn thêm nhiều là các bạn sẽ bị đau đấy. Bị phù lên đấy. Không phải. Các bạn không biết thêm là không được đâu. Cái đâu đây. Đây, đây là lá của nó các bạn nhé. Cái này nó khác cây cổ tích ở chỗ là nó có rất là nhiều lông. Ê, nó rất là nhiều lông này. Đấy, nhưng mà nó không giảm đâu. Cái lông của nó không giảm đâu. Nó không ngứa đâu. Nhìn rất là đáng sợ nhưng mà không sao đâu. Đây này. Thoải mái cầm đây này nhé. Đây. Lá nó này. Còn cái kia. À, giống cây cổ tích nhá. Đây cây cổ tích là cây ở...
Cây cổ tích là cây sắt này này. Đó, đó, cây đấy là cây cổ tích này. Cây cổ tích nó chất sơ sơn này. Cây cổ tích thì dùng cây củ của nó, không phải là dùng cái thân của nó. Cả cây cổ tích với lại cây lông cốt phong đều sử dụng được hết. Thế nhưng mà cây lông cốt phong thì có thể là xác uống trực tiếp, còn cây cổ tích thì phải ngâm với lại ấy lên, với lại xử lý, hoặc là nấu cao lên thì mới sử dụng cái lông cây cổ tích ấy. Lấy cây lông cốt phong này thì em cũng sẽ là bởi vì nó là cây thuốc có dược tính cao, vậy nên là khi mà về mình thái ra rồi ấy, mình thái ra thì mình ngâm qua nước vo gạo mấy tiếng đi, xong hóng mình hóng phơi. Tuy nhiên thì em cũng ít khi ngâm lắm, không cần phải ngâm bởi vì là em dùng nó lượng rất là nhỏ. Trong bài thuốc của em dùng lượng long cốt phong này rất là nhỏ, cho nên là mỗi lần em đi em không đi lấy nhiều đâu. Tại vì cây long cốt phong này nó thuộc hệ như là đây này, nó nhiều cái chất như này thì nó sẽ rất là dễ hỏng cây thuốc này, các bạn đến đâu lâu không được. Với lại các bạn chỉ dùng được cái bộ phận ở trong thôi, như cái này, và các bạn phải bào sạch đi nhé, không có thái nhỏ ra để các bạn dùng. Còn em thì em sẽ dùng như thế này. Như thế này thì cũng được khá nhiều rồi, không cần phải lấy nhiều đâu, bởi vì là thuốc thì ở rừng mình suốt ngày mình đi rừng à, suốt ngày mình đi rừng thì mình lấy được mà. Ngày mình đi rừng thì mình lấy được. Ngoài ra thì ở đây có cây đây này, cây củ này này. Đấy. Cái cây gai này, cây này. Này này cái này. Đấy, cây gai gai này. À thực ra thì em không dùng cây này. Em không dùng cây này đâu, cây củ đâu này em không dùng đâu. Nhưng mà em thấy đẹp thì em chia sẻ cho các bạn thôi, bởi vì em thấy ở trên đây, đâu, cụ bé của nó. Ở trên mạng ấy, trên kênh ấy, thì có rất là nhiều bạn em thấy sử dụng cái này. Nhưng bản thân em thì em không sử dụng cái này. Bản thân em không sử dụng cái này. Cái này em không dùng. Em cũng chả biết nó dùng làm gì mà em cũng không dùng cái này. Đây, gọi là cái đại bi các bạn ạ. Đây, đại bi. Mùa này thì đại bi nó sắp hết rồi. Mà các bạn biết đấy, nếu mà trong cái bài thuốc chứa xương khớp của em nhá, tại sao mà em thấy ai dùng của em, ai dùng thuốc của em cũng thấy dùng xong là sẽ thấy có hiệu quả ngay, là vì sao các bạn ạ? Vì thứ nhất là trong bài thuốc của em thì còn có thuốc xương khớp, thì còn có phương pháp đắp bằng ngâm chân nữa các bạn ạ. Cũng đều là những cây thuốc mà em nghiền ra thôi. Đắp thì các bạn ở gần ấy thì em có thể gửi tươi cho các bạn được. Nhưng nếu mà các bạn ở xa ấy, thì em không gửi tươi được. Thế nên là em bắt buộc phải em nghiền ra thành bột, sau đó em mới gửi cho các bạn để các bạn đắp. Đấy, đắp vào cái chỗ bị đau ấy ạ. Nhá. Các bạn đắp vào chỗ bị đau ấy thì nó rất là hiệu quả. Ở đấy thì có, trong bài thuốc đắp của em thì không thể nào kêu cây đại bi được. Này, đây cái đại bi đỏ ấy. Nhưng mà tuy nhiên cái này không phải đỏ đâu. Cái đại bi mà là cây này nó đỏ ấy, thì để đắp. Đắp nó. Thì khi mà các bạn đắp thế này thì nó rất là tốt cho nó lưu thông cho các bạn, rất là hay luôn, nó bớt đau luôn. Đấy, cho nên là thực ra để mà chứa xương khớp ấy thì nhiều thầy thuốc nói với em là chứa bệnh xương khớp còn có hơn là chứa những cái bệnh ung thư. Những cái bệnh ung thư thông thường mà các bạn gặp thì các bạn chỉ việc chữa trị, các bạn chỉ việc khoanh vùng vào thôi, chỉ việc chứa một lúc thôi. Thế nhưng mà nếu mà chứa bệnh xương khớp ấy thì các bạn phải chứa ở trong nội tạng các bạn nữa. Bây giờ nếu mà các bác bảo là các bác bị đau nhức chỗ này chỗ kia thì em phải hỏi các bác là nội tạng các bác có vấn đề gì không, gan thận các bác có vấn đề gì không, thì em phải lấy thuốc cho các bác thì em mới bắt đầu cho thuốc uống này, thuốc uống này được thì nó mới đỡ được. Chứ bây giờ nếu mà bạn nào bảo với em bảo là các bạn bảo là riêng chứa xương khớp à, thái hóa à, cái nào là các bạn chưa khỏi 100% thì đúng là em không tin đâu ạ. Tại vì không có cái thuốc nào mà chưa khỏi 100% cả, bởi vì đã bị xương khớp, bị thoái hóa, nó liên quan đến nhiều vấn đề khác lắm các bạn ạ. Nên là trong vấn đề các bác mà bị có vấn đề liên quan đến xương khớp ấy, thì các bạn phải xác định một điều là nó đã liên quan đến xương khớp thì là những cái tạng khác của mình nó đã không khỏe rồi, đúng không ạ? Ví dụ như gan thận của mình không khỏe, tim của mình không khỏe, khí huyết của mình trong cơ thể của mình không đều thì nó mới không lưu thông được đến các mạch khác ở trong các nội máu, nó khí huyết nó lưu thông đến các chi ấy thì nó đã bị tắc rồi, nó đã không đến các chi được rồi thì nó mới bắt đầu bị, đúng không ạ? Thế mới bắt đầu mình phải chứa từng cái một lại đắp ở ngoài tác động ở trong nữa. Cho nên là với em thì để mà chữa bệnh xương khớp cho các bác đang rất là đau, em chứa cho các bác, em lấy thuốc cho các bác bớt đau được. Nhưng mà bảo cho các bác khỏi được thì em không bao giờ hứa được luôn. Em thấy cái bệnh xương khớp nó
khá khó khăn đối với em các bạn ạ. À, lại còn như thế này cơ, em trả lời có một số bạn thì có lên kênh em hỏi á, có nói là em có bốc thuốc chữa bệnh không ạ, thì em xin trả lời với các bạn là em là thầy thuốc và em là em chữa bệnh nhá. Em là thầy thuốc dân tộc ạ, em là thầy lang bản đấy ạ, em chuyên đi lấy thuốc về để chữa bệnh cho mọi người. À, thực ra thì chắc là rất là nhiều bạn không nhìn chưa quen em, không thấy mặt em thì nghe giọng của em thì nghĩ là em chắc còn trẻ thì không biết cây thuốc đúng không ạ, không biết bài thuốc. Nhưng chia sẻ với các bạn một chút như này, em thì không phải còn trẻ nữa đâu, em thì năm nay là em 30 mấy tuổi rồi, sắp sinh nhật 36 tuổi của em rồi các bạn ạ, em sắp được 36 tuổi rồi. Và hiện tại thì em cũng đã lập gia đình, em lập gia đình từ năm 18 tuổi, bây giờ con trai của em đã học lớp 10, 11 rồi ạ. Em có một con trai và một cậu con trai năm nay đã học lớp 11 rồi. Và cái quá trình của em mà bốc thuốc chữa bệnh là em làm từ, em lấy từ nhỏ các bạn nhé. Thì lấy từ nhỏ, tuy nhiên là cái ngày trước ấy thì thật sự luôn là làm thầy thuốc, dân tộc ấy, làm thầy lang bản ấy, thì rất là vất vả, rất là nghèo, chỉ có đi lấy thuốc cho mọi người thôi, đắp cho những người xung quanh ở trong bản, trong làng thôi. Nên là trước thì không thể dựa vào cái nghề thầy thuốc, ngày xưa không được cái thầy thuốc để sống được đâu. Tuy nhiên là bây giờ khi mà mình có tuổi rồi, mình có tuổi rồi thì mình lại đi học ra, đi học thêm ra, học thêm về về những cây thuốc này, về những cái học từ các thầy thuốc khác này, sau đó học thêm khóa xoa bóp bấm huyệt nữa. Thì bây giờ thì có thể là dựa vào cái bốc thuốc này để lấy tiền để trang trải cuộc sống các bạn ạ. Còn tại sao mà suốt ngày em đi rừng, em quay em chia sẻ cho các bạn, thậm chí là em nhiều khi em quay mà em không đứng như này này, em không đứng này em đi thì nó rất là lác, là quay, bởi vì em quay bằng cái điện thoại. Em chia sẻ với các bạn là cái mục đích của em là em muốn cho tất cả mọi người biết một cái điều là có những cái người thầy thuốc, người ta làm thuốc thật sự bằng tâm luôn ạ, bằng lương tâm luôn ạ, bằng cái gia truyền của họ, bằng cái căn, cái cơ của họ, cái duyên của họ mà phải làm ấy ạ. Em nói thật với các bạn là như em là em bắt buộc là em phải làm rồi, em phải làm thuốc rồi, bởi vì là em không làm được cái khác. Người em thì rất là thật và không biết nói dối, cũng không khéo mồm khéo miệng, không làm những cái nghề khác được, không lươn lẹo được. Và cái duyên nó cứ đẩy, cứ đi lấy thuốc suốt, xong là bây giờ lại khi mà ông không còn rồi, ông nội ông ngoại đều mất hết rồi, thì tự dưng lại mọi người lại cứ về nhà em tìm lấy thuốc thì lại lấy thuốc thôi. Thế là em lại thành cái người đi bốc thuốc thay ông nội ông ngoại lúc nào, từ lúc nào cũng không biết. nên là khi mà các bạn hỏi em là em có bốc thuốc không ạ, thì em nói thật, em chia sẻ với các bạn là em bốc thuốc chữa bệnh. Nếu các bạn mà đã có rất là nhiều những cái bệnh lý mà các bạn đã sử dụng với rất là nhiều thầy thuốc rồi, mà các bạn tốn rất là nhiều tiền rồi mà các bạn vẫn chưa thấy đỡ, thì các bạn có thể liên lạc với em, các bạn có thể vào kênh của em có cái số điện thoại của em ở đấy, và em chỉ dùng duy nhất một cái số điện thoại đấy, thì các bạn gọi điện cho em hoặc là các bạn kết bạn Zalo với em, thì các bạn hỏi cái gì em biết em sẽ trả lời các bạn, và em có thể lấy thuốc để em gửi cho các bạn thì em sẽ gửi cho các bạn ạ. Tại vì trên thực tế thì em cũng lấy thuốc cho khá nhiều người ở xa. Cái thuốc mà em gửi đi thì đa số là em đều gửi cho các bạn ở xa, chứ còn ở nhà em thì ở gần em thì em chữa bệnh ở trong làng trong xã em thì em chỉ là bấm huyệt bốc thuốc thôi, chứ còn những cái bạn ở xa thì em vẫn gửi thuốc bình thường ạ. Cho nên là chia sẻ với những cái bạn mà ở xa ấy, các bạn ở thành phố ấy, các bạn ở chung cư, hoặc là các bạn có điều kiện không tiếp cận được với cây thuốc tự nhiên ấy, thì các bạn có thể liên lạc với em. Nói thật với các bạn, chia sẻ với các bạn một câu luôn là nếu mà để tìm những cái cây dược liệu quý tự nhiên chuẩn rừng mà nó đúng bản chất của người thầy thuốc thì các bạn nên tìm đến em ạ. Em khẳng định với các bạn một câu là như thế, khẳng định với các bạn một điều là như thế. Vì là em thì hàng ngày thì em đi lấy thuốc này, còn cái nào em không lấy được thì em cho người ta lấy, nhưng em vẫn sẽ kiểm soát được cây thuốc của em hết, và nó sử dụng nó hiệu quả nó thì mới lấy cho em. Em nói vậy thôi chứ em đứng một chỗ vậy thôi, chứ mà em nhiều muối nó đốt nhiều quá các bạn ạ. Muối nó đốt nhiều quá, rất là nhiều muối. Vậy thôi em chào các bạn nhé. Em lấy cây thuốc này và em đi sẽ vòng xuống dưới này. Đấy, vòng xuống dưới này sẽ có cây thuốc nào em sẽ lấy. Ở đằng sau em thì được một túi nải đại bi rồi. Cái đại bi thì em mang về em đắp, em được là một túi nải rồi. Em đi đâu em cũng đeo một cái túi nải mà. Em đeo một cái túi nải để đựng thuốc. Và
chia sẻ thêm với các bạn là hiện giờ chưa được 7 rưỡi ạ. Em dậy từ lúc 5 giờ hơn, và dậy thì em làm việc sấy thuốc ở nhà, cho thuốc vào lò, nhóm bếp. Sau đó là 6 giờ hơn em đã vào đến rừng rồi. Và em vào rừng đây, bây giờ em vào có hơn 1 tiếng thôi các bạn ạ. Mặc dù ở trong rừng dài nhưng có hơn 1 tiếng thôi. Em vẫn còn có thể là đi xuống dưới đấy, và có thể em có thể ở trong rừng loanh quanh đến khoảng 8 giờ. Khoảng 8 giờ, 8 giờ hơn thì lúc đấy em về em làm việc nhà thì mới được. Sau trước Covid thì đúng là cũng có nhiều bệnh nhân đến đến nhà để lấy thuốc, để bấm huyệt. Nhưng mà không biết tại sao từ khi sau khi Covid mà những người, cái bạn bị hậu Covid rất là nhiều, thì chủ yếu là các bạn chỉ lấy nhà lấy thuốc thôi, hoặc là em ship đi cho các bạn thôi. Còn ít bệnh nhân đến nhà. Còn đến nhà thì họ đã hẹn trước rồi, cho nên là em có thể đi muộn một chút ạ. Thì em về muộn một chút cũng được. Rồi, thôi em chào các bạn nha. Là em đi xuống con đường bò này xuống này. Rất là nhiều muối luôn.